thoái hóa khớp nên kiêng ăn gì? Đầu tiên là những cái đồ uống mà nhiều đường, đồ ăn nhiều đường, đồ uống nhiều đường là nó có thể làm tăng những cái phản ứng viêm trong cơ thể chúng ta và làm cho tình trạng sưng viêm ở những cái khớp nó trở nên tồi tệ hơn và dễ bị suy yếu hơn. Thứ hai nữa là những cái đồ ăn nhiều muối, trong muối nó có những hàm lượng lớn là natri, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta dễ bị giữ nước lại, là cái nhất. Cái hai nữa là cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều muối, rất là nhiều nghiên cứu chứng minh được là nó sẽ làm cho những cái khớp nó dễ bị thoái hóa hơn. Thứ ba, luộc chiên xào thì đây là một trong những chất mà một trong những cái loại thức ăn mà nó làm tăng những cái phản ứng viêm nhiều nhất trong cơ thể chúng ta. Ăn nhiều thức ăn mà có omega 6, các cô bác anh chị ở đây có sử dụng những cái thực phẩm bổ sung mà omega 3, 6, 9 thì bác sĩ Minh khuyên thật sự là ngưng luôn đi các cô bác anh chị, đừng nên sử dụng nữa. Tại vì thật uống thêm omega 6 vô nữa thì nó sẽ làm cho những cái phản ứng viêm của trong cơ thể chúng ta nó dễ bị bùng phát, dễ tăng lên ra quá mức lắm.